Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Khoảng một tuần nay, câu chuyện phà Tuần Mây nối thị xã Kinh Môn với huyện Kim Thành của tỉnh Hải Dương đông khác thường, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Vào giờ cao điểm, có hàng nghìn người chen chúc đã đe dọa an toàn của hành khách và có nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Tình trạng ùn tắc nói trên xuất phát từ quyết định của Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho dừng hoạt động 4 đò ngang sang huyện Kim Thành, gồm các đò Quýt, Thượng Quận, Thăng Long và An Phụ. Vì vậy, hành khách đã đổ dồn về phía phà Tuần Mây. Đến chiều 7 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã yêu cầu thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành xem xét mở lại các bến đò nối hai địa phương này để giảm lưu lượng người và phương tiện tại phà Tuần Mây. Giao ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì cùng các đơn vị liên quan làm việc với doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp, bố trí kế hoạch sản xuất phù hợp cho người lao động để tránh tình trạng tập trung đông người vào đầu giờ và cuối ngày làm việc. Để giữ khoảng cách phòng dịch COVID-19, hai người phụ nữ đã thản nhiên đánh cầu lông ở hai bên đường, bất chấp xe cộ qua lại. Nhiều người lo ngại cầu rơi có thể rơi trúng vào người đi đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên đường. Vụ việc xảy ra vào ngày 4 tháng 4 tại Hà Nội. Sự việc xảy ra vào 9 giờ 7 tháng 4 tại thôn Quang Lang, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Thời điểm trên, một chiếc xe tải vào cua với tốc độ cao, lấn hết sang làn đường ngược chiều rồi tông trúng một người phụ nữ đang đi xe đạp. Va chạm xảy ra khiến người phụ nữ đập đầu vào hông xe rồi ngã xuống đường bị thương nhẹ. May mắn là ngay sau đó, tài xế xe tải đã phanh kịp xe lại, không hậu quả sẽ rất khó lường. Sau khi đoạn clip được đăng tải, đã nhận được nhiều ý kiến bình luận từ phía cộng đồng mạng, đa phần đều cho rằng lái xe tải đi quá ẩu, rất may không gây thương vong. Mặc dù đang thực hiện cách ly toàn xã hội nhưng nhóm thanh niên vẫn đi xe máy thành nhóm, dàn hàng ngang và lạng lách đánh võng trên các tuyến phố. Theo chủ tài khoản đăng tải, hình ảnh trên được chụp lại trên một tuyến đường ở thành phố Vinh, Nghệ An. Lợi dụng việc nghỉ dịch do dịch bệnh lại thiếu sự quản lý của gia đình, các thanh niên lập nhóm trên mạng rồi hẹn tụ tập đi thành từng nhóm chạy nghênh ngang trong mùa dịch. Tất cả các đối tượng đều bị lập biên bản xử lý về hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, không có gương chiếu hậu, không giấy phép lái xe và điều khiển xe dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4, Công an thành phố Vinh đã truy xét, ngăn chặn và xử lý 3 nhóm thanh thiếu niên có hành vi như trên. Sáng 8 tháng 4, đại diện thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp vận tải taxi và 3 lái xe taxi vì không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, phạt 3 doanh nghiệp là các hãng taxi, trong đó mỗi chủ doanh nghiệp 14 triệu đồng, mỗi lái xe 6 triệu đồng, tổng số tiền là 60 triệu đồng. Thưa quý vị, sau nhiều ngày vắng vẻ vì cách ly xã hội, từ 2 ngày nay các tuyến đường ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bỗng nhiên đông đúc trở lại với rất nhiều phương tiện tham gia giao thông. Ngay lập tức, lãnh đạo Bộ Công an cho biết sẽ có biện pháp để ngăn chặn tình trạng này. Từ ngày 4 tháng 4, chính quyền Hà Nội bắt đầu xử phạt những người đi ra ngoài đường trong trường hợp không thật sự cần thiết để tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, sau gần một tuần phố xá vắng tênh, đường đến hôm qua, ngày 7 tháng 4, trên nhiều tuyến phố Hà Nội, người và xe qua lại nhộn nhịp như chưa có lệnh cách ly xã hội. Tương tự như vậy, tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng người đổ ra đường trong hôm qua và hôm nay tăng đột biến so với những ngày trước đó. Đây chủ yếu là phương tiện cá nhân, bởi thành phố Hồ Chí Minh đã dừng mọi hoạt động giao thông công cộng, bao gồm cả xe khách, xe buýt, xe du lịch, taxi, xe công nghệ. Trước tình trạng này, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng trong 2 ngày gần đây, số bệnh nhân COVID-19 có xu hướng giảm, vì thế đã xuất hiện tâm lý chủ quan. Số lượng người dân có mặt ngoài xã hội tham gia giao thông có chiều hướng tăng cao. Đây là việc cần có sự chấn chỉnh kịp thời, tránh tâm lý chủ quan buông lỏng. Dù chưa được phê duyệt kinh phí để chạy tàu khách an sinh xã hội, trong 2 năm qua, song Tổng Công ty Đường sắt vẫn phải duy trì hoạt động và chỉ tạm dừng khai thác khi dịch COVID-19 phức tạp.
Dù chưa được phê duyệt, song ngành đường sắt vẫn duy trì chạy 3 tàu khách địa phương chạy tuyến Long Biên, Quán Triều, Yên Viên, Hạ Long, Hà Nội Đồng Đăng với số tiền năm 2019 là 24,9 tỷ đồng và năm 2020 là 34,6 tỷ đồng. Chỉ đến khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành đường sắt mới giảm tần suất chạy tàu và tạm dừng toàn bộ từ ngày 16 tháng 3 vừa qua. Do đó, để tháo gỡ khó khăn, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và giao kế hoạch chạy tàu khách an sinh xã hội các năm 2019-2020 với kinh phí dự kiến gần 60 tỷ đồng, giúp các doanh nghiệp cổ phần vận tải đường sắt giảm thiệt hại vì dịch COVID-19. Nhằm hỗ trợ cho các cán bộ trong ngành y tế tham gia công tác phòng chống COVID-19, Vietnam Airlines cho biết sẽ cấp vé máy bay miễn phí cho hành khách là bác sĩ, y tá và hàng hóa phục vụ công tác phòng dịch trong tháng 4 này. Cụ thể, từ ngày 9 đến ngày 30 tháng 4, các y bác sĩ cùng hàng hóa được vận chuyển để phục vụ phòng chống dịch sẽ được ưu tiên mức độ cao nhất về xác nhận chỗ và làm thủ tục tại sân bay để đảm bảo thực hiện chuyến bay theo đúng kế hoạch. Để được hỗ trợ theo chính sách trên, hành khách và hàng hóa cần có quyết định cử đi công tác hoặc xác nhận phù hợp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế hoặc các trung tâm kiểm soát dịch bệnh cấp tỉnh, thành phố gửi thông tin hành khách trước ít nhất 2 ngày so với ngày khởi hành dự kiến về tổ thường trực phòng chống dịch bệnh của Vietnam Airlines. Trước đó, bên cạnh các chuyến bay đưa công dân Việt Nam và công dân nước ngoài về nước an toàn, Vietnam Airlines đã và đang hỗ trợ vận chuyển nhiều hàng hóa cấp thiết như khẩu trang y tế, trang phục bảo hộ, thiết bị, vật tư y tế để góp phần đảm bảo trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch. Liên quan đến việc triển khai dự án đường cao tốc Bắc Nam, tại cuộc họp thường trực chính phủ vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo chuyển 8 dự án sang hình thức là đầu tư công, đồng thời yêu cầu khởi công ngay trong tháng 8 này. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng xem xét điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 nhằm bảo đảm nhu cầu vốn chuyển đổi sang hình thức đầu tư công cho 8 dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông và dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai phê duyệt thiết kế kỹ thuật và sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư 8 dự án PPP. Tuy nhiên, tiến độ chậm so với yêu cầu. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất chuyển đổi 3 dự án có nhu cầu cấp bách gồm đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45, quốc lộ 45 Nghi Sơn và Phan Thiết Dầu Dây sang hình thức đầu tư công, sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước, sau khi hoàn thành sẽ nhượng quyền khai thác theo hình thức hợp đồng kinh doanh, quản lý để thu hồi vốn. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dòng chảy trên các tuyến sông đã làm cho tình hình sạt lở trên địa bàn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xảy ra liên tục. Có nhiều điểm sạt lở nặng cắt ngang tuyến đường giao thông nông thôn, khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Điểm sạt lở gần đây nhất là tại ấp 6 xã Mỹ Thành Nam, đoạn thuộc tuyến kênh đường nước. Điểm sạt lở này xảy ra vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 vừa qua đã làm sụt một đoạn đường giao thông với chiều dài 35m. Sát điểm sạt lở mặt đường có nhiều vết nứt, nguy cơ sạt lở nặng hơn nếu không được xử lý kịp thời. Phương tiện giao thông hiện không lưu thông được qua đoạn đường này. Được biết điểm sạt lở này nằm ở tuyến đường giao thông đang trong quá trình xây dựng. Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện Cai Lậy xảy ra 6 điểm sạt lở tổng chiều dài gần 300m, ước kinh phí xử lý sạt lở khoảng 5 tỷ đồng. Trước những tác động của dòng chảy và tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra khá phức tạp, những giải pháp xử lý khắc phục sạt lở của huyện trong thời gian qua đã phần nào khắc phục được tình trạng sạt lở tại các bờ sông. Tuy nhiên, về lâu dài, địa phương này rất cần được cấp trên tiếp tục hỗ trợ cả về kinh phí và hướng dẫn kỹ thuật để thực hiện các biện pháp phù hợp, căn cơ nhằm khắc phục sạt lở bờ sông, hạn chế việc ảnh hưởng tới giao thông và canh tác của người dân. Ăn cắp thiết bị chiếu sáng, bẻ gãy hàng rào tôn lượn sóng, ngang nhiên mở cơ sở vá lốp, mở xưởng sửa chữa trên đường, vô tư đi lại trên đường cao tốc, phá rào, lên đường bắt xe, xe khách đua tốc độ, dừng đỗ, đón trả khách trên đường. Hệ lụy tất yếu là liên tiếp những vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc.
Cả nước hiện có hơn 600 km đường cao tốc. Mục tiêu đến năm 2020, mạng lưới đường cao tốc sẽ mở rộng 2.500 km. Việc xây dựng, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đường cao tốc đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt giao thông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là yêu cầu cấp thiết, cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, hoàn thiện hạ tầng trên các tuyến cao tốc, kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc cần sự tự giác của mỗi người dân, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông và chấp hành quy định pháp luật khi lưu thông trên đường cao tốc. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là đảm bảo sự phát triển bền vững của toàn xã hội. Quý vị, trước tình hình lây lan rất phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo thực hiện nghiêm túc Nghị định 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, trong đó đặc biệt là việc đo nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện nhiều giải pháp phòng chống sự lây lan dịch COVID-19, ghi nhận sau tại tỉnh Bình Phước. Vẫn là chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn như bình thường, nhưng từ khi xuất hiện dịch COVID-19 đến nay, thời gian trong mỗi trường hợp kiểm tra lại lâu hơn trước. Người dân được tự tay bốc ống thổi, sử dụng xong, ống thổi đó sẽ được bỏ đi. Đa số là người được kiểm tra, người ta sẽ hỏi về những cái ống thổi hay là những cái máy hay là những cái phương tiện được trang bị có đảm bảo đối với cái việc mà người ta sợ là lây lan dịch hay không. Thì chúng tôi cũng trả lời là ống thổi là riêng biệt từ người, mỗi người là tự khui một cái, còn máy bốc hay là chúng tôi có vệ sinh bằng cồn. Việc thực hiện quy trình đo nồng độ cồn được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Phước tiến hành phương thức mới nhằm ngăn ngừa phòng dịch COVID-19 lây nhiễm. Riêng đối với lực lượng cảnh sát giao thông khi vừa làm nhiệm vụ, phải rửa tay sát trùng, đeo găng tay, khẩu trang và tuân thủ các bước đảm bảo theo quy định. Với những hình này, chắc chắn người dân sẽ không còn tâm lý hoang mang, lo lắng về nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Làm theo cái phương pháp mà hiện nay chúng ta đang làm là mỗi người sẽ kiểm tra và được thổi vào một ống nhất định, thì như vậy thì nó sẽ có lẽ là cái việc lây lan cái COVID chắc không xảy ra. Dù rằng là trong cái điều kiện này gọi là cái dịch bệnh, nhưng mà với cái lực lượng cảnh sát cũng vẫn là trực để thực hiện cái việc là kiểm tra, thực hiện cái nghị định 100 đối với trong cái việc là hạn chế cái rượu bia, thì đây cũng là một điều rất là phấn khởi. Có thể nói từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, rất nhiều người dân lo lắng lây nhiễm dịch bệnh thông qua việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông. Những lo lắng ấy có cơ sở nếu lực lượng chức năng chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, qua những hình này cho thấy người dân có thể an tâm vì sự an toàn với sức khỏe khi được mời hợp tác thực hiện kiểm tra nồng độ cồn. Cái đó là một vấn đề rất cần thiết mà. Tại vì bây giờ vẫn dịch đang lan truyền rất là rộng rãi và để đảm bảo sự an toàn thì bắt buộc phải làm như vậy. Theo các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông, thời gian qua, đa số người dân rất đồng tình hưởng ứng, chấp hành tốt Nghị định 100 của Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp lợi dụng dịch COVID-19, lấy lý do sợ lây nhiễm dịch bệnh để không đồng tình,
thậm chí chống đối lực lượng thực thi nhiệm vụ. Bản tin giao thông an toàn của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.